Dạ em chào chú. Dạ chú khỏe. Nói chú. Con cũng đang chuẩn bị vào giải mới phải không? Dạ dạ. Sở dĩ con có cái đẳng cấp ngày hôm nay cũng giống như danh hiệu của Mùa Thái là nhờ được cái nền tảng võ thuật cổ truyền của gia đình cũng giống như là nền tảng võ thuật của Việt Nam. Thì chú nghĩ võ là một cái sở học mà chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Chú nghe nói là ở Việt Nam mình vô Việt Nam là cũng là một môn võ là cổ truyền rất lâu. Nếu con muốn nghiên cứu thì chú cháu mình đi. Dạ, theo con biết thì ngoài võ cổ truyền Việt Nam ra thì vô Việt Nam phát triển rất là rộng rãi từ Bắc chí Nam. Hiện tại ở Việt Nam mình có nhiều lò như vậy thì không biết mình phải xuất phát từ nơi nào. Chú nghĩ với cái sự nổi danh như vậy thì chúng ta cũng dễ kiếm. Và chú nghe nói là ngay trên thành phố Hồ Chí Minh này cũng có một lò võ đang thịnh hành. Ngày hôm nay chúng cháu mình cứ vừa đi và tìm. Dạ, dạ, dạ. Mình đi, sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng chú. Cổ đường. Chú đọc trên cái tấm bảng kia những cái dòng chữ viết ngược, có vẻ là đây là thử thách đầu tiên để chúng ta đi tìm tới một cái chân lý của một quả đường, thì chú muốn là con đọc được những cái chữ trên đó không? Nếu mà nhìn từ phía trong ra thì mình sẽ đọc rất là dễ, còn phía ngoài là sẽ là viết ngược như là Việt Nam võ đạo rồi tôn sư trọng đạo. Chú nghĩ đó cũng là những cái câu tâm niệm của vua Việt Nam trước khi vào võ đường. Mình biết được bao nhiêu biết thì vào trong đó thì chúng ta hỏi thêm nha. Chào em. Dạ chào anh. Hôm qua anh có xin cuộc hẹn gặp sư phụ của em, ở đây là anh duy nhất. Thầy cũng đang chờ ở trên, mời hai anh lên trên phía trên. Đi qua hai tầng lầu, chúng tôi đã gặp được võ sư Sen đáng kính. Hiện tại, ông đang tiếp quản võ đường Vô Việt Nam ở Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Võ đường mình so sánh bây giờ cho tới lúc mà hình thành thì đã có thay đổi gì nhiều không thầy? Cái võ đường này á thì thành lập năm 1968 của thế kỷ 20. Tất nhiên là trước đó thời gian thì cũng có những nơi khác, nhưng mà sau đây thì dời về tổ đường này. Mới hình thành á thì chỉ có 3 lầu thôi. Về sau này do cái điều kiện nơi ở rồi không gian làm việc là mới xây cất lại. Thì cái lầu 1 là cái lầu nơi giao lưu sinh hoạt để mà tiếp khách hàng từng bình thường. Lầu 2 là cái võ đường để huấn luyện, tầng 3 tầng sinh hoạt gia đình. Và tầng 4 là cái tầng cao nhất, tầng ở đây là để làm tổ đường. Là tổ đường là cái nơi thờ cốt, thờ phượng linh thiêng và thờ phượng sáng tổ Nguyễn Lộc. Là sáng tổ đã chết năm 1960, do đó là cái di tích không còn nhiều. Mà di tích còn nhiều nhất là thời võ sư chủ môn. Thì do đó là cái nơi để tập trung hành lễ và tập trung lễ tưởng niệm đối với một người môn sinh vô Việt Nam Việt qua đạo. Hàng năm cứ vào dịp mùng 4 tháng 4 âm lịch là các môn sinh vô Việt Nam từ khắp nơi lại tề tụ về tổ đường để dự lễ giỗ tổ. Trong buổi lễ, ngoài việc nhắc nhở các môn đồ ghi nhớ truyền thống uống nước nhớ nguồn, công lao của sáng tổ trưởng môn và các vị võ sư quá vạn khác để dành trọn đời cho sự nghiệp phát triển môn phái, thì đây cũng là dịp môn sinh rèn luyện võ thuật, tu dưỡng tinh thần, trau dồi đạo hạnh để xứng đáng với sự mong đợi của thầy sáng tổ và vị trưởng môn.
Theo con biết thì ở cái khu vực của mình thì ngày xưa là nói chung là tứ xứ cũng nhiều, cho nên là cái thành phần mà trộm cắp cũng như là các tệ nạn xã hội ở đây rất là nhiều. Thì con nghĩ là khi mà cái vỏ đường mình mở ra ở đây á, thì không biết có trấn an được cái thành phần tội phạm. Cái thời trước năm 1970 á, 75 á, thì đây nó còn là một cái nơi dùng tội phạm rất nhiều. Nhưng thật ra từ năm 68 sau khi mà hình thành cái vỏ đường này, thì với cái uy tín của vỏ đường, đồng thời cái lối giáo dục tố tội phạm có một số thì trở giờ học trở thành môn sinh vô Việt Nam Việt có đạo, và từ đó dùng cái vỏ đạo dùng để giáo dục họ, dần dần họ trở thành những người lương thiện. Còn một mặt nữa thì đương nhiên có những cách thức để làm sao cho cái tình hình bạo lực, cái tình hình tội phạm lần lần một giảm dần đi, để nâng cao uy tín tổ đường lên. Cháu duy nhất hỏi làm em liên tưởng đến một việc gần đây nhất. Vừa rồi cuối năm 2017 này, Ủy ban Nhân dân quận Nhất có trao bằng khen cho một vận động viên Vô Việt Nam chỉ sử dụng hai thế để quật ngã một cái tên cướp, thì tên là Đình Chiến. Xin lỗi thầy biết à. Mai Đình Chiến. À, Mai Đình Chiến. Dạ. Cái môn sinh Vô Việt Nam bằng võ thuật để cứu khổng phòng nguy thì đó là rất là nhiều. Nhưng Mai Đình Chiến là một trong những phương tiện. Bây giờ chúng ta dẫn đi coi, xin tham quan cái tủ sách. Dạ. Đây là tủ sách của thầy trưởng môn, tổ đường lưu lại để có di tích của thầy thôi. Tủ sách này là gồm có những sách văn hóa, sách nhân văn, sách học làm người. Thì nhìn trên cái giấy bìa và những cái chữ này thì em nghĩ sách này là cũng rất là khá lâu anh ha. Lâu lắm rồi. Cái phần thứ hai là cái sách bên này thì nói đặc biệt là cái sách của Vua Việt Nam xuất bản. Nó có một cái điều đặc biệt là xuất bản bây giờ. Chẳng hạn như sách giáo khoa kỹ thuật Vô Việt Nam Việt Khoa Đạo. Giáo khoa kỹ thuật. Chắc là những cái thế cơ bản mình đã có hình ảnh minh họa trên này. Dạ. Ngoài những quyển sách về quyền cước của môn võ Vô Việt Nam, thì tại tổ đường còn lưu giữ nhiều bút tích văn thơ của cố trưởng môn Lê Sáng. Sinh thời, ông là người rất yêu thích về thi phú. Vậy là trong chuyến hành trình lần này, chúng tôi đã biết thêm nhiều điều đặc biệt về vị trưởng môn tài hoa này. Ngay cái võ đường này, tôi đã thấy tất cả những cái quá khứ, những cái hình thành, cái sự phát triển không những ở Việt Nam mà còn lan tỏa ra trên khắp thế giới. Khi mà đã được đặt chân tới tổ đường của Vô Việt Nam, đây là một điều rất là may mắn. Theo những gì võ sư chia sẻ với chúng tôi thì tổ đường Vô Việt Nam xưa vận hành, ngoài chức năng là nơi thờ phụng di cốt của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, võ sư trưởng môn Lê Sáng và các di ảnh của các võ sư đã có công lao trong việc huấn luyện và truyền bá Vô Việt Nam Việt võ đạo đã quá vãng, thì nơi đây còn là nơi đào tạo nhiều võ sư cao đẳng cho môn phái, cũng như truyền dạy tinh hoa võ thuật cho các môn sinh từ khắp mọi nơi. Dạ thưa thầy, thì mỗi môn phái có một cái đặc thù riêng để có tên gọi, giống như về nội công hay về khí công hay bài quyền, hoặc là địa hình xuất xứ như người ta nói là Thiếu Lâm Bình Định, Thiếu Lâm Tây Sơn, rồi Karate, Taekwondo, thì lý do gì môn phái mình lại đặt tên là Vô Việt Nam à? Vô Việt Nam là một môn phái có cái tên rút gọn là chữ võ Việt Nam. Về hình nét có phù hiệu, nó gồm hai phần, phần vuông là phần trời, phần ở bên và phần tròn, hai ghép lại một biểu tượng cho sự toàn chân toàn thiện. Cái màu thì cái màu xanh bên này thì tượng trưng rõ âm, cái âm tố tượng trưng cho biển cả và hy vọng. Màu vàng thì màu vàng hinh vinh quang hiển hách, thường thường là người ta nói hoàng gia, màu mà vua trong biểu tượng vương đạo của Á Đông. Cái màu đỏ thì tựa chữa âm là dương tố, cho cái sức sống và lửa, sức sống và đấu tranh của liệt liệt. Màu trắng thì tượng trưng đạo thể với sự tinh khiết bao hình bao tròn cho mười công sắc. Và cái bản đồ thì tượng trưng cho nước Việt Nam. Có môn phái Vô Việt Nam được xây dựng trên 3 mục đích và 5 tôn chỉ. Vua Việt Nam huấn luyện môn sinh dựa trên 3 phương diện: võ lực, võ thuật và tinh thần võ đạo. Để thực hiện 3 mục đích trên, môn phái hoạt động theo 5 tôn chỉ dưới đây. 1. Mọi hoạt động của môn phái Vua Việt Nam đều dựa trên một nền tảng vững chắc là lấy con người làm cứu cánh, lấy đạo hạnh làm phương châm, lấy kỹ thuật và ý chí quật cường làm phương tiện. 2. Môn phái Vô Việt Nam Việt võ đạo là một đại gia đình, trong đó môn đồ thương yêu kính trọng lẫn nhau. 3. Môn phái Vô Việt Nam Việt võ đạo tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên. 4. Hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị và tôn giáo. 5. Môn phái Vô Việt Nam Việt võ đạo luôn tôn trọng các võ phái khác.
Dạ, thưa thầy thì trong Vô Việt Nam thì mình có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu bài quyền thầy? Trong Vô Việt Nam mình có tất cả là gồm mười mấy bài quyền. Khi ra ngoài mà thực tập đó, thì mình vận dụng cái trí nhớ của mình bằng những cái lời thoại trên này, giống như là nhập môn quyền là cương mãnh nhập môn quyền. Cương mãnh nhập môn quyền tức là cái bài nhập môn quyền đánh là cương mãnh. Còn tả cước hữu thủ tiên tức là mình vô. Tả cước bước chân trái. Còn đây là tất cả những cái bài của binh khí. Binh khí. Kể cả những bài quyền tay không, bài quyền có binh khí thì được thể hiện qua đây. Đây là những hình ảnh hoạt động của môn phái. Thì trên cái bản hình ảnh này thì em thấy là có lớp nữ sinh Gia Long. Thì năm 1966 thì mình đã đưa Vô Việt Nam vào lớp học. Lớp học. Và nữ sinh Gia Long, Petrus Ký hay là Võ Trường Toản, đó là những môn sinh Vô Việt Nam Việt Quốc Đạo. Còn có một cái thắc mắc nữa là có nhiều môn võ khác đó thì mặc màu võ phục màu khác, mà con thắc mắc là tại sao Vô Việt Nam là chọn Vô Việt Nam xanh? Lấy cái màu xanh là tượng trưng cho màu xanh đại dương, đó là biển. Bởi vì chúng ta biết rằng thì biển nó bao phủ trái đất gần hết mấy phần trái đất rồi. Với ý nghĩa võ sư sáng tổ lấy cái màu xanh là mong muốn cái võ thuật của cái môn võ Vô Việt Nam Việt Quốc Đạo có thể phát triển rộng khắp thế giới và có thể trang hòa được cái năm dương bốn bể. Đó là cái lấy cái màu xanh, mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng, tất cả đều có một hy vọng sức sống để tiến lên vào tương lai. Tắc đai của chúng tôi gọi hai dòng, bởi vì cái đai rất dài, là hai dòng này tượng trưng âm dương, trong là âm, phần ngoài là dương. Cái nút thắt này tượng trưng về sự phối triển, thì bao giờ vẫn chữ Vô Việt Nam nằm ở góc ở bên tay trái và chữ Việt Quốc Đạo nằm ở bên tay phải. Đai đẳng của nó thiêu nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp đều nằm ở bên tay phải. Hệ thống đẳng cấp đăng của Vô Việt Nam Việt Quốc Đạo thì gồm có bốn hoàn cách xanh, vàng, đỏ, trắng. Thì gồm một màu xanh thì nó gồm có bốn cấp. Ví dụ như thể hiện rõ ràng đây, bốn cấp, xanh nhất cấp, xanh nhị cấp, xanh tam cấp. Đai vàng thì cũng thể hiện bốn cấp, đai vàng, vàng đai nhất, vàng đai nhị, vàng đai tam. Đai đỏ thì nó thể hiện 77 cấp. Nó gồm có một cái đai đỏ là đai đỏ viền vàng, còn 6 cấp thì gồm những các võ sư. Không như nhiều võ phái khác, Vô Việt Nam chỉ có bốn màu đai. Mỗi màu lại chia ra các cấp cụ thể. Màu xanh tượng trưng cho màu hy vọng và biển cả. Với ý nghĩa, người võ sinh đang nuôi hy vọng tiến sâu vào ngành võ thuật và tu dưỡng tinh thần võ đạo. Màu vàng tượng trưng cho màu vương đạo của Á Đông. Với ý nghĩa, võ thuật và tinh thần võ đạo đã bắt đầu ngấm từ gia tộc và tâm hồn của mỗi nhân sinh. Màu đỏ tượng trưng cho màu máu, màu của lửa sống hào hùng, kiên quyết. Với ý nghĩa, võ thuật và tinh thần võ đạo đã ngấm vào máu huyết, đang lưu thông trong thân thể của những môn sinh. Màu trắng tượng trưng cho màu xương, với ý nghĩa võ thuật và tinh thần võ đạo đã ngấm sâu vào xương tủy, biến căn cốt con người, giữ trưng cho tinh hoa môn phái. Có rất là nhiều môn võ, cho nên là con cũng muốn biết được là cái đặc trưng của cái môn Vô Việt Nam của mình khác như thế nào so với nhiều môn võ khác. Cái đặc trưng Vô Việt Nam thì nó gồm có nhiều, tức là nó gồm nhiều hệ thống, mà trong đó cái nguyên lý liên quan, nguyên lý thực dụng, nguyên lý áp dụng và khoa học, tức là lực và đòn bẩy, lực những cái lực để dùng người vào và khoa học, đồng thời áp dụng cái nguyên lý cương nhu phối triển, tức là cứng có mềm có. Khi đối phương tấn công mình thì mình không bao giờ mà đứng một chỗ, mình chịu lách mình đi, mình lách đi tức là đã là nhu rồi, dùng đối sau đó mình phản công lại là bằng cương, là nguyên lý cương nhu phối triển. Đồng thời quan trọng nhất là kỹ thuật Vô Việt Nam áp dụng một thành ba, có nghĩa là có một đoàn thế được phát triển thành ba phần. Ứng dụng của Vô Việt Nam làm sao nó thân thiện. Và thêm một cái phần nữa là cái nhạc võ. Nhạc của Vô Việt Nam cũng là một phần luyện tập, nó gồm nhiều bài hát. Thì Vô Việt Nam muốn phát triển cái nhạc võ để nó phù hợp với trẻ rồi phát triển rộng ra. Ngoài việc rèn luyện thể chất, Vua Việt Nam còn dạy cho người học võ đạo là người. Đạo trong võ thuật cổ truyền Việt Nam là khái niệm mang tính chất truyền thống, là hành vi hiện thực biểu hiện các mối quan hệ. Học võ
thì cái điều tâm niệm số 1 của chúng ta là gì? Muốn đạt đến cao độ của nghệ thuật để phục vụ cho dân tộc và nhân loại. Đúng không? Đúng. Chúng ta cho ông tràng pháo tay vỗ đi. Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật. Cao độ của nghệ thuật, chữ nghệ thuật đây tức là võ thuật, tức là cuộc sống của chúng ta. Thì đạt tới cao độ của nghệ thuật tức là đạt tới cao độ của cái sự phục vụ cho cuộc sống. Để làm gì? Để phục vụ dân tộc và nhân loại. Cũng như quan niệm sống của Vovina chúng ta là sống để người khác sống và sống cho người khác. Như vậy chúng ta phục vụ cho người, tức là mình phục vụ cho mình. Chúng ta rõ chưa? Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ cho các bạn trình diễn một vài tiết mục để các lớp cùng xem. Con tên gì? Dạ, con tên là Du Minh Huy. Con học võ được bao lâu rồi? 4 năm. 4 năm rồi hả? Hồi nãy chú có thấy con biểu diễn một cái bài quyền á, thì cái bài quyền của con hay quá. Bài đó con học mấy năm con mới học được bài quyền đó? Dạ, con học từ 2017. Lúc mà con học võ rồi, bạn bè con biết con có võ, họ có sợ con không? Dạ, chơi bình thường. Dạ. Con có ăn hiếp bạn không? Dạ không. Con có giúp đỡ bạn không? Dạ. Con theo học võ bao nhiêu lâu rồi con? 4 năm. Con học võ bao lâu rồi? Dạ con học võ được 9 tháng rồi. 9 tháng. À, vì sao con thích Vua Việt Nam? Dạ vì Vua Việt Nam là võ Việt Nam. À. Con thích võ để con được học hơn. À. Để ra được. À. Con. Con. À. Con để tự bảo vệ mình với lại bảo vệ mọi người. Yeah. À, vậy là tất cả các con học võ ở đây, trước nhất đó là để phòng thân, thứ hai là để tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Chú với anh duy nhất này chúc tụi con sức khỏe luôn dồi dào, luôn tự tin và học càng ngày càng tiến bộ. Có thể nói Vua Việt Nam Việt Võ Đạo là những bài tập luyện phù hợp với thể trạng người Việt cả nam lẫn nữ. Khi ra chiêu thì nhẹ nhàng như đang múa, nhưng lại có khả năng tự bảo vệ và sức khống chế đối phương một cách mãnh liệt, nhanh chóng. Với mong muốn lĩnh hội được những tinh hoa của môn phái này, tôi đã xin võ sư Nguyễn Văn Sen cho anh bạn duy nhất gia nhập môn phái. Vị võ sư đã đưa ra thử thách. Thì mới đầu đó, thì sẽ là mới hít đất. Yeah. Một, bỏ hai tay xuống từ từ. Hít đất này nó một cách để tập về cơ tay, đồng thời tập cái sức đẩy lên. Khi hít đất thì ngực, lưng, bụng không có chạm đất. Hai, thu lên. Ba, dương cao, búng cao. Khi lên là búng cao lên. Nó chỉ có hai động tác, ngã xuống là dương lên. Nhưng mà ý nghĩa của nó là khi làm trong công hoạt động công kinh doanh hoặc là làm ăn chúng ta có những lúc thất bại. Thất bại có nghĩa là chúng ta bị ngã. Nhưng mà có những lúc vươn lên thì lúc đó chúng ta sẽ dương lên. Mà dương cao hơn nữa, bật cái thành công hơn nữa. Bây giờ duy nhất làm thử có bao nhiêu được bao nhiêu cái động tác. Mời. 1 2 dương lên. 3 1 là 3 cái. Một, hai, ba, 12 cái. 1 2 3 13 cái. 1 2 3 14 cái. 1 2 3 15 cái. Thôi. Vốn mang trong mình máu võ thuật, do đó duy nhất cũng dễ dàng vượt qua thử thách của võ sư Nguyễn Văn Sen đề ra.
Sau đây là lễ bái sư của môn sinh Nguyễn Vinh duy nhất. Niệm hương. Nhất bái. Nhị bái. Tam bái. Thượng hương. Nghiêm lễ. Lễ. Lại sáng tổ, lại trưởng môn. Hôm nay môn đồ Nguyễn Trần duy nhất xin bái sư theo tập Vô Vi Nam Việt Hoa Đạo. Xin trình diện môn đồ Nguyễn Trần duy nhất lên ảnh sáng tổ và trưởng môn. Môn đồ duy nhất thân mến, bước đầu tiên của môn phái Vô Vi Nam Việt Hoa Đạo là lối chào nghiêm lễ. Lối chào nghiêm lễ là bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái. Bàn tay tượng trưng cho sức mạnh, trái tim tượng trưng cho lòng nhân. Do đó khi dùng giỏ, chúng ta chỉ đặt vào đó một tình thương, nghĩa là dùng giỏ để cảnh cáo, để cảm hóa người, chứ không dùng giỏ để tàn bạo, để giết chóc, để trả thù người. Là lối tập đầu tiên của môn phái Vô Vi Nam Việt Hoa Đạo, đó là lối nghiêm lễ. Nghiêm lễ. Lễ. Lối chào nghiêm lễ. Lễ. Chào các đồng môn. Nghiêm lễ. Lễ. Hôm nay thầy hân hạnh để trao bộ đồ bộ võ phục Vô Vi Nam Việt Hoa Đạo cho môn sinh để thay trước khi bước vào buổi tập đầu tiên. Rồi. Với cái sở học của con rồi, từ nền tảng của gia đình và Muay Thái và cũng đã trải qua các võ quán nữa, thì sáng hôm nay chúng ta đã chính thức vào Vô Vi Nam và con đã bái tổ bên tổ đường của Vô Vi Nam. Thì chúng ta chuẩn bị vào cái hành trình mới là được tập luyện, thì con thấy thế nào? Con là một người tập luyện võ từ nhỏ, khi mà nghe đến võ thì rất là thích, cảm giác rất là háo hức, nhưng mà con cũng đang cảm thấy hơi lo lắng, không biết là trải qua nhiều môn võ rồi thì môn Vô Vi Nam này là môn lần đầu tiên con được tập luyện, thì không biết cái độ khó của nó cũng như là những cái bài quyền và những cái kỹ thuật của nó có con có thể tiếp thu được hay không, nên là cũng rất là hồi hộp. Thì chú nghĩ là con sẽ vượt qua nhanh thôi, cố gắng mình sẽ rút tỉa những kinh nghiệm để cho sở võ học của mình càng ngày càng phát triển. Dạ, con mong rằng là sẽ cố gắng tiếp thu hết được những cái tinh hoa của Vô Vi Nam. Chúc mừng con. Dạ. Với những đòn thế phòng thủ pha lẫn lối tấn công chớp nhoáng, quả thật môn võ Vô Vi Nam đã tạo nên một dấu ấn rất riêng trong nền võ thuật cổ truyền Việt Nam. Và liệu sau khi gia nhập môn phái này, anh chàng duy nhất của chúng ta sẽ học được những gì trong một thời gian quá ngắn ngủi? Và liệu duy nhất có đủ sức để vượt qua những khó khăn thử thách phía trước hay không? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập tiếp theo của chương trình. Trong những cái kỹ thuật đánh lại. Tập một vài đòn cặp cổ. Hãy đồng hành cùng Con Đường Võ Học lúc 17:50 thứ bảy hàng tuần trên HTV7.